Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ở cái video lần trước mình có giới thiệu lại với anh em về cái cách hướng dẫn lại anh em cái cách calibrate cái mic DTA ấy. Và mình có nói sơ qua những cái thông số, những cái mức âm lượng ở trong cái việc đo đạc âm thanh và giải thích ý nghĩa của những cái đó nó ra làm sao. Thì hôm nay mình sau khi đã định mức được cái mic, mình cũng sẽ đo thử cái loa này. Tất nhiên ở trong cái phòng của mình ấy, thì nó sẽ không được rõ, nó không được chính xác cái loa này như thế nào, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được phần nào đó cái chất lượng của cái loa này. Thì đây là cái loa DAT Action 515A, có công suất liên tục là 500W và công suất đỉnh là 1000W nhá. Và cái đáp tuyến tần số của nó là từ 45Hz đến 20kHz. Nhưng để đáp ứng đủ cái số đó thì nó sẽ trừ 10dB ở khi nó xuống đến mức đó nhá. Thì những cái thông số nhà sản xuất đưa ra nó như vậy. Thì để mình sẽ đo thử để anh em có cái nhìn nó sơ qua về cái chất lượng của cái loa này. Rồi chúng ta bắt đầu rồi. Đây, trước tiên đây thì mình cũng giới thiệu sơ qua với anh em khi cái loa nó bật điện lên nó sẽ như thế nào. Thì ở đây là cái đồng hồ hiển thị, cái màn hình hiển thị nhá. Còn đây là cái nút gạt, là mình sẽ chọn, mình cắm vào input số 1 thì mình sẽ gạt cái này lên số 1 và tí nữa mình sẽ vặn cái volume ở đây lên. Và đây là cái volume tổng. Đó, nó thông thường nó sẽ ở mức là 0dB. Và cái nút này cũng là cái nút điều khiển chức năng của cái DSP trong này. Thì ở trong đây chúng ta sẽ có các cái preset, là có preset dùng cho line này, preset cho nhạc đen này, rồi preset cho monitor. Bởi vì cái loa này cũng có thiết kế cho nó cả monitor, ra là cũng có preset cho monitor luôn. Đó, thì mình để line. Và tiếp theo chế độ bên dưới là cái lọc tần số cao. Lọc tần số cao cũng hoặc hay có thể gọi là lo cắt. Đó, thì mình cũng để off. Rồi thì có delay này. Option này thì nó sẽ chỉnh về độ sáng của màn hình. Màn hình có tắt, có giảm dần ánh sáng và tắt không. Đó, nhiều thứ, nhiều chức năng. Nói chung là cái nút này nó sẽ quản, có nhiệm vụ là điều khiển những cái tác vụ trong cái loa này. Đó. Vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đo đạc nhé. À, có một điều nữa mình quên nói với các bạn, là cái điểm nổi bật ở cái loa DAT và loa DAT nói chung và loa DAT Action 515A nói riêng là cái logo khi chúng ta bật nguồn lên nó sẽ phát sáng rất là đẹp nhá. Và nó cũng là đồng thời là cũng báo hiệu cho chúng ta là loa đang có nguồn bình thường. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào đo đạc để nhìn sơ qua xem cái loa này nó ra làm sao nhá. Rồi mình sẽ bắt đầu mở pin noi lên. Ở cái này thì mình đã giao routing cho vẫn cái mình đã calibrate sẵn cái mic mình đo. Thì đây là cái microphone mà mình đo đây. Đó, thì nó vẫn là 100 calibrate offset nó vẫn là 130dB nhá anh em nhá. Đấy. Mình bấm ok này và mình phát pin noi. Mình vặn volume lên cho nó to lên thì các bạn cũng chịu khó lắng nghe nhá. Đấy. Đây là 1 phần 24dB này, 1 phần 12 này, 1 phần 6 này, 1 phần 3. Mình sẽ chụp hình lại nhá. Đó,
Rồi, sau khi mình tắt cái pin noi đi á thì mình đã chụp hình lại rồi. Thì ở đây mình sẽ nói ở trên cái hình này cũng được để nó đỡ ồn. Rồi. Đây là cái hình của đáp tuyến của cái loa DAT Action 515A, mình đang đo khoảng cách 1 m. Tất nhiên là cái phòng của mình nó vẫn bị rội, vẫn bị va đập. Thế nhưng ở đây thì chúng ta cũng có thể là tin tưởng được cái thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất người ta đưa ra. Thì ở đây nó xuống đến 45 Hz, nhưng mà cái mức dB á thì nó bị tiêu hao nhiều hơn. Nói thật là như vậy, nếu mà trừ 10 dB thì nó sẽ xuống ở 60 Hz thôi. Và khi nó bắt đầu suy hao thì nó là 73 Hz. Về quan điểm cá nhân của mình thì cái loa này nó xuống đến mức này là cũng thuộc tốt rồi. Đó. Và mình đã calculate ấy, thì nó xuống đến 60, 70 nó mới bắt đầu suy hao thì là rất là ok rồi. Còn những cái giải tần khác thì mình thấy nó cũng ok. Và khi cái giải cao thì nó hơi bị dư này. Nếu khi anh em làm anh em có thể nắn nó xuống một chút xíu. Nhưng mà cái quãng tần số dư này á thì nó cũng không đến nỗi là quá khó chịu. Nó không khó chịu đâu. Cái tần số cao này nó không khó chịu. Nó chỉ khó chịu ở cái khu vực thấp thấp này này. Thì nó đúng ý đồ. Nhà sản xuất làm cái ý đồ cái đáp tuyến của cái khu vực thấp này là mình thấy hài lòng. À đấy, thì cái loa nó made in Tây Ban Nha thì nó cũng có cái gì đó khác so với những cái loa khác. Đấy, các bạn thấy không? Đây là 1/6 nhá. 1/12 này. 1/24 này. Và 1/48. Đây, 1/48 này. Thì mình không có quá nhiều cái khen ngợi gì về đáp tuyến. Thế nhưng mà nói thật với các bạn là để cái giải tần số cao mà mình để 1/48 dB trên một octa ấy mà nó nhẫn được như thế này thì mình cũng phải có cái lời khen ngợi cho cái loa DAT Action 515 này. Thì đôi khi chúng ta cần một cái đáp tuyến tần số của một cái loa, chúng ta chỉ cần nó nhẫn thôi. Như thế này là thuộc dạng nhẫn lắm rồi. Thật sự là như vậy. Đó, thì cái loa này mình đã sau khi mình calculate cái microphone và mình sẽ đo ở cái khoảng cách 1 m thì mình có thể là một phần nào đó mình sẽ hiểu được cái loa của mình nó như thế nào. Tất nhiên là nó sẽ không thể là chính xác được bằng người ta đo ở trong phòng thử, phòng test chuyên dụng là người ta hay gọi là phòng câm ấy. Thế nhưng mà đây cũng là phần nào là mình đã nắm được 80% về cái loa này rồi. Bởi vì là mình cũng đã định mức cho cái mic và mình cũng đã những cái thông số ở trong này thì mình cũng đáng để tin. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu với anh em cái cách để đo đạc để mình biết được cái tần số của cái loa nó có đáng tin hay không. Và để biết được cái tần số đấy thì việc đầu tiên là anh em phải định mức cái mic, hay còn gọi là calibrate cái microphone để chúng ta đo. Và đó là cái cách đo, cái cách lúc nãy mình đặt mic là cách đo. Và mình đã show cho các bạn xem cái đáp tuyến của cái loa DAT Action 515A này. Thì trong những cái loa mà mình đã từng đo qua ấy, thì mình thấy cái loa này là cũng có đáng có thể tin tưởng được. Cái đáp tuyến đấy đáng có thể tin tưởng được. Và thực sự là mình thấy nó cũng ổn. Cái đáp tuyến đấy nó cũng ổn nhá. Cái loa nó nhà sản xuất người ta nắn cái đáp tuyến mình thấy là nó cũng phù hợp với cả cái preset line. Line là gì? Line là để cho người nghe và có những cái tần số mà tai người mình khó chịu ấy, người ta sẽ giảm bớt một chút xíu. Tất nhiên là khi mixing thì các bạn cũng phải nắn theo cái môi trường âm nhạc và cái dòng nhạc của các bạn sử dụng, nhưng có thể tin tưởng được và có thể nắn được. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau. Nếu mà anh em có muốn cảm nhận hay có thắc mắc gì, muốn tìm hiểu thêm về cái loa này hoặc là những thiết bị khác
hay là có những câu hỏi về liên quan đến kỹ thuật âm thanh thì vui lòng anh em comment ở bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với thông tin của mình trên kênh nhá. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau.